Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo kế hoạch, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4, gần 2 tháng. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Pháp và 85 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tòa triệu tập 2.404 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là các pháp nhân đứng tên vay, nhận tiền tại ngân hàng SCB, các cá nhân tại ngân hàng nhà nước, cá nhân đứng tên công ty, đứng tên vay, đứng tên các tài sản thế chấp tại ngân hàng SCB, thực hiện việc nộp, rút tiền, các cá nhân thuộc nhóm cán bộ ngân hàng SCB và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khác. Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản, tránh tòa hình sự Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tọa có gần 200 luật sư tham gia bảo chữa cho các bị cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và bị hại. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan có 5 luật sư bảo chữa, bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bà Lan có 3 luật sư bảo chữa. Đối với 5 bị cáo là cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã và đưa ra xét xử vắng mặt gồm Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành, Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn, Nguyễn Lâm Anh Vũ đều có một luật sư bảo chữa. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo về việc kêu gọi năm bị cáo trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Bằng thông báo này, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi các bị cáo nêu trên ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 16, Điều 61 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015. Trong trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt. Thông báo nêu. Trong vụ án này, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao còn truy tố các bị cáo là cựu cán bộ thanh tra của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước vì đã tiếp tay, bao che cho sai phạm của Trương Mỹ Lan. Trong số 18 thành viên đoàn thanh tra, trưởng đoàn thanh tra là Đỗ Thị Nhàn bị truy tố về tội nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ. 10 bị can bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 7 người khác không bị xử lý hình sự. Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối của SCB, 91,5% cổ phần. Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm đã tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại SCB, thành lập một số đơn vị thuộc SCB chuyên trách cho vay giải ngân sử dụng hàng ngàn công ty ma câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp để thực hiện tội phạm tiếp đó bà lan và đồng phạm thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm bán nợ xấu bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng giảm nợ xấu để che giấu sai phạm mua chuộc tác động người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ từ ngày 9 tháng 2 năm 2018 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của SCB hơn 304.096 tỷ đồng, gây thiệt hại 129.372 tỷ đồng. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ban hành quyết định đưa vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, do Đặng Thị Hàn Ni, Trần Văn Sĩ thực hiện ra xét xử vào ngày 1 tháng 3 tới đây. Phiên tòa do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa. Theo quyết định, vụ án dự kiến được xét xử trong một ngày. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố phân công 3 kiểm sát viên tham gia phiên tòa. Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni có 3 luật sư bảo chữa, bị cáo Trần Văn Sĩ có 2 luật sư bảo chữa. Tòa cũng triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam tỉnh Bình Dương đang thụ án 3 năm tù, với tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Theo nội dung vụ án, xuất phát từ mâu thuẫn trong các buổi live stream của bà Nguyễn Phương Hằng, hai bị cáo đã thu thập thông tin, biên tập nội dung, ghi hình và lợi dụng môi trường không gian mạng đăng, phát nhiều video có thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng trái quy định pháp luật. Thông tin có nội dung biện đặt, sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, xúc phạm danh dự, uy tín nhân phẩm cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng. Ông Huỳnh Uy Dũng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng Hữu đều do bà Hằng làm giám đốc. Bị cáo Đặng Thị Hàn Ni đã ghi hình và phát lên mạng ngày 3 tháng 9 năm 2021 với tiêu đề Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không? Để phản biện lại những nội dung bà Hằng nói không đúng về việc bị can Hàn Ni, tống tiền doanh nghiệp, labo của ông TTTC, chủ lãnh đạo Bộ truyền thông thông tin, đưa hình ảnh Hàn Ni chửi lãnh đạo một bộ, đưa hình ảnh Hàn Ni và chồng cũ lên mạng xã hội để nói làm gái là phản động. Bị cáo Trần Văn Sĩ đã sử dụng tài khoản YouTube tên LS Trần Văn Sĩ để phát nhiều buổi ghi hình như NPH sử dụng chất kích thích để chửi bới nghệ sĩ cho đá miệng, công ty cổ phần Đại Nam và hoạt động phòng chống rửa tiền. Chính quyền tỉnh Bình Dương có đè đầu cưỡi cổ công ty cổ phần Đại Nam như NPH. Dũng Lò Vôi đã thất bại toàn tập qua live stream sáng. Quá trình điều tra, bị cáo Đặng Thị Hàn Ni, Trần Văn Sĩ không thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Viện Kiểm sát truy tố hai bị cáo về tội, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo khoản 2 điều 331 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, hôm 21 tháng 9 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng và bốn đồng phạm khác về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Phương Hằng, 3 năm tù giam, Đặng Anh Quân, 45 tuổi, giảng viên Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, 2 năm 6 tháng tù. Ba bị cáo còn lại Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân bị 1 năm 6 tháng tù. Hội đồng xét xử xác định Nguyễn Phương Hằng là người khởi xướng, chỉ đạo, rủ dê các bị cáo khác phạm tội. Đặng Anh Quân là người có trình độ pháp luật cao nhưng tương tác, tham gia, cổ vũ, tiếp thêm ý chí cho Nguyễn Phương Hằng phạm tội, nên Quân và Hằng chịu hình phạt cao hơn 3 đồng phạm còn lại. Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố luật đất đai sửa đổi, được Quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 theo ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đất không có giấy tờ sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ đỏ nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 3 điều 138 Luật Đất đai năm 2024. Theo đó, Luật Đất đai năm 2024 đã chia đất không có giấy tờ thành các nhóm sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn gọi là sổ đỏ, đó là Hộ gia đình cá nhân sử dụng đất trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 nay được ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp. Hộ gia đình cá nhân sử dụng đất từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 nay được ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp. Ông Lê Minh Ngân cho biết quy định này được đưa vào luật trên cơ sở căn cứ thực tiễn đáp ứng yêu cầu quản lý về đất đai. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường nhấn mạnh yêu cầu khi cấp sổ đỏ cần đảm bảo yêu cầu không xảy ra tranh chấp. Để thực hiện việc này, ông Lê Minh Ngân cho biết vai trò của cán bộ phụ trách quản lý đất đai ở các địa phương là rất quan trọng khi họ nắm rõ các di biến động, tình trạng sử dụng đất hoặc có tranh chấp hay không. Trước băn khoăn của báo chí về việc làm sao để tạo thuận lợi cho người dân khi làm thủ tục cấp sổ đỏ đất không có giấy tờ, Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho biết quy định trong luật là bước đầu quá trình tổ chức thực thi rất quan trọng, bên cạnh đó là ý thức tuân thủ pháp luật của người dân. Đối với yêu cầu khi xác định đất không có tranh chấp, ông Ngân cho biết chính quyền địa phương cần xem xét thấu đáo việc này. Thời gian tới, Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ xây dựng dự thảo nghị định, trong đó có quy định về trình tự cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ nhằm hạn chế tối đa việc gây phiền hà cho người dân. Ngoài ra, người dân cũng cần nâng cao tính tuân thủ pháp luật, đề xuất cấp sổ đỏ phù hợp với quy định chính sách, ông Lê Minh Ngân nêu rõ luật đất đai có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Liên quan đến quy định về bảng giá đất được ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, ông Lê Minh Ngân cho biết trong quá trình xây dựng luật đã thảo luận rất kỹ, ngay cả vấn đề bảng giá đất quy định hàng năm hay năm năm như luật đất đai năm 2013. Sau khi đã đánh giá rất kỹ lưỡng, qua nhiều lần họp, phân tích, Quốc hội đã thông qua phương án là bảng giá đất sẽ ban hành hàng năm về chuẩn bị cơ sở xây dựng bảng giá đất trong bối cảnh bỏ khung đất để xây dựng thực sự đi vào cuộc sống, tránh gây ách tắc. Đồng thời từ khi luật được thông qua đến khi ban hành bảng giá đất mới ngày 1 tháng 1 năm 2026 phải mất gần 2 năm nên trong quá trình xử lý chuyển tiếp đã có quy định cụ thể. Theo đó năm 2025 vẫn sử dụng bảng giá đất của Luật đất đai năm 2013 có điều chỉnh bổ sung để đảm bảo phù hợp với giá đất thị trường theo nguyên tắc định giá đất của luật này để áp dụng. Để chuẩn bị một cách chú đáo, kỹ lưỡng cho bảng giá đất mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, luật đã quy định bảng giá đất xác định theo khu vực, vị trí. Trong đó, với các khu vực, địa phương đã có bản đồ địa chính, cơ sở dữ liệu về giá đất, thì bảng giá đất xác định đến thửa đất theo giá trị thửa đất đó. Phấn đấu đến năm 2025 sẽ xây dựng xong nội dung này. Quốc hội đã chính thức thông qua luật căn cước thay thế luật căn cước công dân năm 2014 từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Vậy người dân có phải đổi thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước không? Tham khảo tại điều 46 của dự thảo luật căn cước có nội dung như sau. 1. Thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi trong thẻ, được cấp đổi sang thẻ căn cước khi công dân có yêu cầu. 2. Chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng thì được sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng. Thẻ căn cước công dân quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trước ngày luật này có hiệu lực thi hành có giá trị như thẻ căn cước được quy định tại luật này. 3. Cơ quan quản lý nhà nước không được quy định thủ tục riêng về thay đổi điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân thẻ căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp. Như vậy, theo như nội dung tài dự thảo, thì đối với trường hợp người dân đã được cấp thẻ căn cước công dân trước ngày mà luật căn cước mới có hiệu lực thi hành, ngày 1 tháng 7 năm 2024, thì vẫn sử dụng đến hết thời hạn ghi trong thẻ. Trường hợp mà người dân có yêu cầu được cấp đổi thì được cấp đổi sang thẻ căn cước. Như vậy, nếu như không có gì thay đổi thì người dân không cần phải đổi thẻ căn cước công dân đang sử dụng, trường hợp thẻ căn cước công dân vẫn còn thời hạn sử dụng sang thẻ căn cước, do đó, thẻ căn cước công dân hiện hành vẫn được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết thời hạn được ghi trong thẻ. Như vậy, những trường hợp nào cần phải đổi thẻ căn cước từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo điều 24 dự thảo luật căn cước, các trường hợp phải đổi thẻ căn cước từ 1 tháng 7 năm 2024 gồm: Khi đến độ tuổi phải đổi thẻ căn cước, khi công dân đủ 14 tuổi, đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Khi thay đổi các thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh và ngày tháng năm sinh. Khi thay đổi nhân dạng hoặc xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính. Khi thông tin trên thẻ căn cước có sai sót. Khi đơn vị địa giới hành chính tên đơn vị hành chính bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh. Khi số định danh cá nhân được xác lập lại. Khi công dân sở hữu thẻ căn cước, căn cước công dân có yêu cầu. Theo dự thảo, thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật căn cước. Bộ Công an hướng dẫn nhiều nội dung liên quan việc tiếp nhận và xử lý thông tin về căn cước của cơ quan tổ chức cá nhân. Nội dung thể hiện trên thẻ căn cước đối với thông tin về nơi cư trú, cấp đổi, cấp lại căn cước cho các trường hợp không có hoặc không thu nhận được đầy đủ thông tin. Đáng chú ý, thông tư này chỉ ra các nội dung thể hiện trên thẻ căn cước đối với thông tin về nơi cư trú, cụ thể, thông tin nơi cư trú thể hiện trên thẻ căn cước là thông tin nơi thường trú của người được cấp thẻ. Trường hợp người đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước không có nơi thường trú nhưng có nơi tạm trú, thông tin nơi cư trú trên thẻ sẽ ghi nơi tạm trú của người được cấp thẻ. Nếu người đó không có nơi thường trú hay tạm trú do không đủ điều kiện đăng ký cư trú, thông tin nơi cư trú ghi trên thẻ căn cước là thông tin nơi ở hiện tại của người được cấp thẻ, đã được cập nhật trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Còn trường hợp người đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước không có thông tin về nơi cư trú trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan chức năng phải hướng dẫn họ làm thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú hoặc khai báo cư trú về tổ chức thu nhận hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước lưu động khi cần thiết. Thông tư nêu rõ cơ quan quản lý căn cước tổ chức làm thẻ căn cước tại cơ quan tổ chức khi có văn bản đề nghị và có đủ điều kiện về phương tiện trang thiết bị kỹ thuật, nhân lực thực hiện. Đầu năm mới, việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn vẫn tiếp tục được tăng cường do mức xử phạt với hành vi này khá cao, đặc biệt là với lái xe ô tô nên một số cá nhân không có điều kiện nộp phạt cùng một lúc. Vậy theo quy định, họ có thể nộp phạt trả góp. Điều 79 luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định, việc nộp tiền phạt nhiều lần được áp dụng khi có đủ các điều kiện sau. Bị phạt tiền từ 20 triệu đồng trở lên đối với cá nhân và từ 200 triệu đồng trở lên đối với tổ chức. Đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế và có đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần, Đơn đề nghị của cá nhân phải được ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan tổ chức nơi người đó học tập làm việc xác nhận hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về kinh tế. Đối với đơn đề nghị của tổ chức phải được xác nhận của cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan tổ chức cấp trên trực tiếp. Khi đạt được những điều kiện trên, người vi phạm có thể nộp phạt nhiều lần. Tuy nhiên, thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần không quá 6 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực. Số lần nộp tiền phạt tối đa không quá 3 lần. Mức nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt. Người đã ra quyết định phạt tiền có quyền quyết định việc nộp tiền phạt nhiều lần, quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần phải bằng văn bản. Đối với lỗi vi phạm nồng độ cồn, chỉ mức cao nhất với ô tô, người vi phạm mới có thể xin nộp phạt nhiều lần. Tuy nhiên Người vi phạm nồng độ cồn còn phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Điều 79 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 mới được nộp phạt nhiều lần. Bên cạnh đó, việc nộp phạt nhiều lần cần thực hiện theo đúng trình tự quy định pháp luật. Căn cứ Điều 5 và Điều 6 Nghị định 100 trên 2019 được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123 trên 2021 – Quy định mức xử phạt nồng độ cồn đối với xe máy và xe ô tô sẽ tùy thuộc nồng độ cồn được đo trên 100 ml máu hoặc 1 lít khí thở. Cụ thể như sau. Mức xử phạt nồng độ cồn đối với xe máy. Phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng nếu nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg trên 100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg trên 1 lít khí thở. Phạt bổ sung bị tước giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng. Phạt tiền từ 4 đến 5 triệu đồng nếu nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg trên 100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg trên 1 lít khí thở. Phạt bổ sung bị tước giấy phép lái xe từ 16 đến 18 tháng. Phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng nếu nồng độ cồn vượt quá 80 mg trên 100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg trên 1 lít khí thở. Phạt bổ sung bị tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Mức xử phạt nồng độ cồn với ô tô. Phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng nếu nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg trên 100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg trên 1 lít khí thở. Phạt bổ sung bị tước giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng. Phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng nếu nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg trên 100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg trên 1 lít khí thở phạt bổ sung bị tước giấy phép lái xe từ 16 đến 18 tháng. Phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng nếu nồng độ cồn vượt quá 80 mg trên 100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg trên 1 lít khí thở. Phạt bổ sung bị tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Hàng năm, cứ đến ngày vía thần tài mùng 10 tháng riêng, dòng người lại kéo phải các cửa hàng vàng lớn trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội, xếp hàng từ sáng sớm, chờ đến giờ được mua vàng, hình ảnh này đã không còn lạ trong nhiều năm nay. Tuy nhiên, trong sáng sớm ngày Vía Thần Tài năm 2024, trước cửa những tiệm vàng lớn trên phố Trần Nhân Tông lại vắng vẻ, khác hẳn những năm trước. Cụ thể, vào lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 2, trước những cửa hàng vàng lớn như Doji, Phú Quý, SGC khá vắng khách. Đồng nhất là phía trước cửa hàng Bảo Tín Minh Châu có khoảng 6 đến 7 khách đang ngồi xếp hàng, chỉ chiếm 1 phần 10 hàng ghế mà hiệu vàng này đã chuẩn bị sẵn cho khách. Phía trước những cửa hàng khác như Phú Quý, SCC, Doji thậm chí còn không thấy bóng khách. Tôi còn nhớ ngày vía thần tài năm ngoái, trời mưa lạnh, cửa hàng phải chuẩn bị sẵn ô để khách đến xếp hàng che mưa, vậy mà vẫn đông như nêm. Năm nay thời tiết đẹp mà vắng vẻ quá, vắng hơn rất nhiều so với năm ngoái. 5 giờ 30 phút rồi mà vẫn vắng, trong khi năm ngoái từ 4 rưỡi đã đông rồi, khách hàng Tuấn Linh nhận xét Ông Tô Hòa Bình, một khách hàng hơn 10 năm liên tiếp là người đầu tiên xếp hàng mua vàng ngày vía thần tài nói: "Năm nay quá vắng so với mọi năm, nếu so với năm ngoái có thể còn chưa bằng 1 phần 10, cứ nhìn những hàng ghế trống trước cửa hàng là biết." Theo ông Bình, lý do khiến ngày vía thần tài năm nay vắng khách xếp hàng lúc sáng sớm là do nhiều người đã mua từ hôm trước là dịp cuối tuần, trong khi một số lớn cũng đã mua qua hệ thống online. Còn theo khách hàng Nguyễn Thị Trang, quận Thanh Xuân, xu hướng mua sắm của khách hàng đã thay đổi. Một phần là vì nhiều người đã mua trước từ 2 ngày cuối tuần vừa qua, nhưng nguyên nhân chính theo tôi là do xu hướng mua sắm của người tiêu dùng đã thay đổi. Họ đặt mua vàng thông qua trang web, trang fanpage của cửa hàng vàng và hẹn nhận vàng đúng ngày vía Thần Tài thay vì phải đến tận nơi. Các đơn vị kinh doanh vàng cũng nắm bắt thời thế, đáp ứng mọi yêu cầu của người tiêu dùng. Từ 6 giờ 30 phút, lượng người đến xếp hàng chờ mua vàng bắt đầu đông hơn hẳn. Trước cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, số người đến đã ngồi kín chỗ. Tuy nhiên, theo những người có kinh nghiệm nhiều năm mua vàng ở đây thì số lượng này vẫn khá thưa thớt, không đông như mọi năm. Sáng nay ngày 19 tháng 2, giá vàng SJC trong nước bất ngờ giảm trong ngày vía Thần Tài, trong khi đó giá vàng nhẫn chỉ tăng nhẹ. Nhiều ý kiến cho rằng với sức mua mạnh trong ngày này thì giá vàng nhẫn sẽ tăng mạnh. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC từ 75,4 đến 78,4 triệu đồng một lượng, giảm 500.000 đồng một lượng chiều mua vào, giảm 200.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với sáng qua, tranh lệch mua vào và bán ra lên tới 3 triệu đồng một lượng. Tập đoàn Doji giảm giá vàng miếng 300.000 đồng ở chiều mua và 200.000 đồng ở chiều bán xuống lần lượt từ 75,75 ,75 triệu đồng một lượng và 78,35 triệu đồng một lượng chênh lệch mua vào và bán ra 2,6 triệu đồng một lượng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết vòng miếng SCC ở mức 75,8 đến 78 triệu đồng một lượng, giảm 200.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, chênh lệch mua vào và bán ra là 2,2 triệu đồng một lượng. Với nhẫn tròn trơn là sản phẩm được nhiều người lựa chọn mua ngày vía Thần Tài, chỉ tăng nhẹ trong khoảng từ 64 đến 66 triệu đồng một lượng. Cụ thể Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết từ 64,6 đến 66 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra, tăng 20.000 đồng một lượng so với sáng qua. Chênh lệch mua vào và bán ra 1,4 triệu đồng một lượng. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết từ 63,4 đến 64,7 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng nhẹ 2014 đô la Mỹ một ao, tăng 1 đô la Mỹ một ao so với sáng qua. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Công điện nêu, khoảng 10 giờ ngày 18 tháng 2 tại km 48 200 trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 36A48567 đã va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 63C13659 khiến ba mẹ con ngồi trên ô tô 7 chỗ tử vong. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong. Đồng thời chỉ đạo lực lượng công an và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tới hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn để kịp thời khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải chỉ đạo cục đường bộ việt nam phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành ra soát và tăng cường tổ chức giao thông hợp lý trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chủ trì tổ chức hội nghị với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập, đồng thời xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 10 năm 2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, chỉ thị số 10 và công điện số 10 năm 2024 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ hội xuân năm 2024 bên cạnh đó người đứng đầu chính phủ quán triệt ngành giao thông vận tải tăng cường giả soát hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến cao tốc quốc lộ trọng yếu nhất là các tuyến cao tốc chỉ có hai làn xe và các tuyến cao tốc không có làn dừng khẩn cấp trong đó bộ giao thông vận tải cần đặc biệt lưu ý bổ sung các kết cấu hộ lan hốc cứu hộ cứu nạn trên các tuyến cao tốc quốc lộ trong cả nước Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo tại chỉ thị số 10, chủ động có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để đẩy lùi, giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo tốt nhất an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho nhân dân thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ công an chỉ đạo công an tỉnh thừa thiên huế và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên công an các đơn vị có liên quan cần xác định làm rõ nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông và các nguyên nhân có liên quan để phục vụ công tác phòng ngừa tai nạn giao thông tương tự trong thời gian tới cũng theo yêu cầu của Thủ tướng, lãnh đạo các địa phương chủ động có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời hiệu quả để đẩy lùi, giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo đảm tốt nhất an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho nhân dân. Sau khi xem clip vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cam Lộ La Sơn, nhiều ý kiến nhận định lỗi đầu tiên thuộc về tài xế ô tô con vượt ẩu. Ngoài ra cũng đặt vấn đề có một phần do lỗi thiết kế tuyến đường. Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra lúc 10 giờ ngày 18 tháng 2 trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế do ô tô con 7 chỗ va chạm với xe đầu kéo đã khiến 3 người tử vong. Sau khi tai nạn xảy ra, nhiều clip trích xuất từ camera giám sát hành trình được chia sẻ lên mạng xã hội. Xem clip phản ánh các góc độ của vụ việc, nhiều ý kiến nhận định lỗi đầu tiên thuộc về tài xế xe con. Ngoài ra, cũng đặt vấn đề có một phần do lỗi thiết kế đường bất hợp lý từng đi qua tuyến đường này, luật sư Nguyễn Doãn Hùng, đoàn luật sư thành phố Hà Nội khẳng định, lỗi đầu tiên thuộc về tài xế xe con khi vượt phải, vượt trên đoạn đường giao nhau chỉ có một làn xe, xe con khi vượt cũng không có tín hiệu xin vượt, tại thời điểm vượt lại có xe đi ngược chiều, điều này rất dễ gây ra tai nạn. Ngoài ra, cao tốc Cam Lộ La Sơn chỉ có hai làn xe, mỗi bên một làn và không có giải phân cách cứng nên nguy cơ tai nạn rất cao. Đây là đoạn tuyến cao tốc duy nhất ở miền Trung có thiết kế mỗi bên hai làn xe ở những đoạn cho phép vượt. Việc mỗi đoạn cao tốc trên tuyến đường này có thiết kế và hướng dẫn tham gia giao thông khác nhau khiến cho những tài xế còn non tay, khó nắm bắt và xử lý, rất dễ xảy ra tình trạng mất kiểm soát và gây ra tai nạn. Cụ thể, với đoạn cao tốc Hòa Liên La Sơn dài 66 km do đoạn 1, mỗi bên một làn đường cho phép vượt ở những đoạn vạch đứt. Với đoạn cao tốc Cam Lộ La Sơn dài 98 km cho phép vượt ở những đoạn hai làn đường, vậy nên tài xế phải làm quen liên tục khi di chuyển, luật sư Hùng dẫn chứng. Một bàn đọc nêu băn khoăn, tôi không hiểu đơn vị làm đường cao tốc tại sao lại bố trí làng nhập làng, đúng nút thắt cổ chai như thế này, như thế xe nhập làng làm sao đủ thời gian điều chỉnh tốc độ? Liệu đây có phải là một trong những tác nhân gây ra vụ tai nạn? Tương tự, một người dùng mạng xã hội nhận thấy trước đoạn xảy ra tai nạn, đường bị gộp từ ba làng thành một làng quá nhanh, tài xế non tay có thể bị hoảng. Trước khi đến đoạn đường gộp làng vài trăm mét, trên mặt đường không có mũi tên báo hiệu cho tài xế biết sắp đến đoạn đường gộp làng. Tài xế nào đi đoạn này nhiều thì biết và chuyển làng, Ai chưa từng đi qua sẽ không biết và rất dễ bị bất ngờ khi đến đoạn đường gộp làng. Nếu chỉ dùng biển báo cấm bên lề đường thì không đủ vì đôi khi tài xế không chú ý biển báo, người này viết. Cũng cho rằng đoạn đường này thiết kế như vậy sẽ quá nguy hiểm. Bạn đọc Lê Tam Hoang kể từng bất ngờ xích dính tai nạn vào ban đêm khi có ý định vượt xe container. Đang chạy nên không chú ý, mà đường thiết kế bóp làng lại nhanh quá. Chỗ này cực nguy hiểm. Nếu ở đây còn hai làng thì không có vụ tai nạn vừa rồi đâu. Bạn đọc Tam Hoàng bày tỏ. Liên quan đến cao tốc cam lộ La Sơn, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, các khu quản lý đường bộ, công an các đơn vị địa phương tổ chức khảo sát toàn bộ 11 tuyến cao tốc và đoạn La Sơn-Cam Lộ đang khai thác sử dụng. Qua đó đã phát hiện 7 đoạn tuyến cao tốc chưa bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn đường cao tốc ngay từ khi xây dựng, đưa vào khai thác sử dụng như không có giải phân cách cứng, không có làn dừng xe khẩn cấp hoặc có nhưng chưa bảo đảm bề rộng tiêu chuẩn, không đảm bảo hệ thống chiếu sáng ban đêm tầm nhìn hạn chế. Trên tuyến đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và nhiều vụ va chạm khác. Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn La Sơn Cam Lộ thuộc dự án đường cao tốc Bắc Nam, phía đông chỉ hai làn xe, bề rộng đường 23m, không có giải phân cách giữa, không có làn dừng khẩn cấp, cứ 10km bố trí một đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe, đoạn đường tương đương đường cấp 3 đồng bằng. Công văn của Bộ Công an nêu. Theo Bộ Công an, một số tuyến đường trong quá trình khai thác sử dụng chất lượng bị xuống cấp hằng lúng, lưu thông không êm thuận, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nhưng chậm trễ trong việc khắc phục sửa chữa, trong đó có đoạn cao tốc La Sơn Cam Lộ. Đối với những đoạn tuyến không có giải phân cách cứng ở giữa luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, những tuyến không có làn dừng khẩn cấp khi xảy ra sự cố tai nạn giao thông thì lực lượng chức năng khó tiếp cận điểm xảy ra vụ việc để xử lý ngay. Điều này dẫn tới nguy cơ cao gây tai nạn giao thông liên hoàn và ủng tắc giao thông kéo dài để khắc phục tình trạng trên bộ công an đề nghị bộ giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu hạ cấp khai thác đoạn tuyến cam lộ la sơn đảm bảo đúng quy định nguyên nhân thực tế hiện nay tuyến cam lộ la sơn và tuyến la sơn túy loan có kết cấu hạ tầng và hệ thống tổ chức giao thông giống nhau nhưng công bố khai thác khác nhau không phù hợp với việc bố trí lực lượng và khó khăn trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhiều hành vi vi phạm được quy định xử phạt mức cao đối với đường cao tốc nhưng không quy định xử phạt đối với đường cấp 3 đồng bằng dễ gây khiếu kiện khi thực hiện xử lý vi phạm. Mặt khác, phương án tổ chức giao thông tạm thời trên tuyến này đã hết hạn từ ngày 30 tháng 6 năm 2023 đến nay, tháng 10 năm 2023 chưa có phương án mới thay thế nên hệ thống báo hiệu giao thông không còn hiệu lực để phục vụ khai thác hoạt động giao thông và xử lý vi phạm giải quyết tai nạn giao thông, công văn của Bộ Công an kết luận. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra lúc 10 giờ sáng ngày 18 tháng 2 trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn khiến ba người tử vong, ba ô tô hư hỏng nặng. Ngay khi clip ghi lại diễn biến vụ tai nạn được lan truyền trên các diễn đàn, đặc biệt là diễn đàn về ô tô đã có hàng trăm ý kiến phân tích cách xử lý của tài xế xe con. Theo đó, hầu hết ý kiến cho rằng nguyên nhân ban đầu do tài xế xe con đã vượt ẩu. Một người dùng mạng xã hội nêu ý kiến nếu đã đi đường lạ xác định vượt thì đúng luật vượt trái, còn không thì đừng cố làm gì để đánh đổi tính mạng của những người thân, bản thân vướng vòng lao lý. Tương tự, tài khoản Thanh Hai cũng viết, thẳng thắn ra mà nói thì lỗi là của xe con, không làm chủ tốc độ, không chú ý quan sát vạch kẻ đường, vượt phải. Quan sát vụ việc này, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho rằng, theo quy định của luật giao thông đường bộ, thì vượt xe di chuyển cùng chiều phía trước là tình huống giao thông mà xe đi sau vượt xe đi trước. Khi vượt, các xe phải vượt về bên trái trừ các trường hợp được quy định trong luật giao thông đường bộ. Xe đi với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải. Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ đi sát về phần đường bên phải của phần xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt. Chỉ khi nào đảm bảo an toàn thì xe đi sau mới được vượt xe phía trước. Trong đó điều kiện để đảm bảo an toàn là phải đảm bảo tầm nhìn, có khả năng quan sát của người vượt xe. Tầm nhìn vượt xe an toàn là khoảng cách đo dọc theo mặt đường tính từ mũi xe để một chiếc xe đang chạy trên đường hai làn xe hai chiều có thể vượt qua một chiếc xe khác chạy chậm hơn cùng chiều bằng cách chiếm dụng làn xe chạy phía chiều ngược lại và quay trở về làn cũ của mình một cách an toàn luật sư Cường phân tích. Trong vụ việc này, cơ quan điều tra xác định người điều khiển chiếc xe ô tô con màu trắng có lỗi gây ra vụ tai nạn giao thông trên và đã khởi tố vụ án hình sự. Khởi tố bị can đối với người đàn ông này về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Trường hợp hai người tử vong thì người gây tai nạn có lỗi sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 3 đến 10 năm, còn trường hợp ba người tử vong trở lên hoặc thiệt hại đến tài sản từ 1,5 tỷ đồng trở lên, người gây tai nạn sẽ chịu mức án 7 năm đến 15 năm tù, luật sư Cường nói. Trong vụ việc này, theo ông Cường, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi của người điều khiển xe ô tô đầu kéo và người điều khiển xe ô tô tải để xem xét hai người điều khiển phương tiện này có lỗi gì không có phải chịu trách nhiệm pháp lý hay không. Theo nội dung camera hành trình của xe ô tô đầu kéo thì người này đi đúng phần đường của mình và đoạn tai nạn là đoạn hẹp và hạn chế tốc độ, bởi vậy cơ quan chức năng sẽ làm rõ người điều khiển xe đầu kéo có tuân thủ về tốc độ hay không. Nếu trường hợp tuân thủ về tốc độ thì người này không có lỗi và không phải chịu trách nhiệm pháp lý, không bị xử lý hình sự, đồng thời cũng không phải bồi thường thiệt hại đối với vụ tai nạn này. Ngược lại chủ xe đầu kéo còn có quyền yêu cầu người nào có lỗi trong vụ tai nạn này phải bồi thường thiệt hại do chiếc xe đầu kéo bị hư hỏng, luật sư Cường phân tích. Do vậy trong vụ việc này, luật sư Cường cho hay với nội dung thể hiện qua clip thì khó có thể bắt lỗi đối với người điều khiển xe đầu kéo, rất có thể người này sẽ vô can đối với vụ tai nạn bởi họ đã đi đúng tốc độ, đúng phần đường và nguyên nhân vụ tai nạn là do xe ô tô con vượt ẩu tình huống tai nạn này có thể được xác định là sự kiện bất ngờ đối với người điều khiển xe đầu kéo tuy nhiên người này cũng sẽ gặp rắc rối bởi chiếc xe này sẽ bị tạm giữ để tiến hành xác minh điều tra sẽ bị triệu tập tham gia vụ án hình sự với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan sẽ mất thời gian để làm việc với cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết vụ án này đó thật sự là điều không may đối với các tài xế khi tham gia giao thông mà liên quan đến các vụ tai nạn Đối với người điều khiển xe ô tô tải đi ngược chiều đâm vào xe ô tô con cũng có thể người này không có lỗi bởi đây là sự kiện bất ngờ nếu trường hợp người điều khiển xe ô tô tải đi đúng tốc độ và có chú ý quan sát. Nội dung thể hiện qua clip cho thấy sự việc diễn ra rất nhanh, chiếc xe ô tô con va chạm với xe đầu kéo và bị văng về phía trước, đúng lúc đó thì xe ô tô tải đi ở chiều ngược lại đi tới và đâm va vào dẫn đến tai nạn liên hoàn trường hợp kết quả xác minh của cơ quan chức năng xác định người điều khiển xe ô tô tải này đi đúng tốc độ đúng làng đường và có chủ ý quan sát sự việc diễn ra là bất ngờ thì người này sẽ vô can không phải bồi thường thiệt hại và không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với hậu quả của vụ tai nạn thậm chí người này được xác định là người bị hại có quyền yêu cầu người gây ra tai nạn có lỗi phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tài sản do vụ tai nạn gây ra luật sư cường nói theo báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, nguyên nhân ban đầu xác định do ô tô con biển kiểm soát 36A48567 vượt bên phải rồi tạt sang trái và đầu xe container nên gây ra tai nạn. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn ma túy đối với ông Phan Đình Kiều, sinh năm 1969, trú xã Đắc Bờ La, thành phố Con Tum, tỉnh Con Tum. Tài xế điều khiển xe ô tô con, biển kiểm soát 36A48567 là âm tính.